Rồi chào con nghe, bữa nay theo con hai con ơ 50 nè. Đẹp, long lanh lấp lánh mà con, trời ơi đẹp nè. Chưa chạy nước sơn luôn nha, đẹp nè. Quá đẹp mà con ơi, con này là nhức nách luôn nè. Ồ đẹp khủng khiếp mà con. Ơ 50 đây, lóc còn xanh dờn luôn nè. Chưa chạy nhiều luôn nha, con này là chưa chùi rửa mà đẹp vậy đó bà con. Ơ 50. Rồi, quá đẹp luôn nè. Lóc còn xanh nè con. Hình như là chưa chạy nước sơn con, đây ơ 50 đây. 2.200 vòng trên phút, màu đen đầy đủ quá đẹp rồi con, chưa chạy nước sơn luôn, quá đẹp. Ơ 50 quá đẹp luôn, con này hiếm có con nào về dị lắm rồi con. Vàng xới cũng đẹp nữa nè, quá đẹp con này nha. Lóc ác và bơ bổng còn đen mung luôn nè, quá trời xanh luôn. À, tới tiền luôn. Con mua mấy con mới mới nè, ít xài, người ta ít xài, con xài được nhiều hơn. Bị chét luôn. Nhà này con giờ kéo vào mọt được luôn nè, trắng trong còn trắng tươi nữa không? Ít xài nữa trong còn trắng tươi, bô còn trắng tươi ít xài. Cứ nước sơn bô còn bóng là hết xài con. Quá đẹp. Bảy màu luôn nè. Này bảy màu luôn nữa không? Quá đẹp. Ồ, gốc lại xanh dần rồi con. Tem bọng đồ còn là chứng tỏ ít xài nè. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Ơ 50 là năm ngựa đó con. Con giờ bơm nước là vô tư luôn rồi. Quá đẹp. Đây con đó nè. Đây con là cực kỳ luôn nè. Rồi chụp còn nè con. Vui không? Mới công nha, mới rút công ra nó còn mặt cái mặt ra luôn nè. Con này đẹp rồi con. Rồi lóc còn xinh dần luôn nha. Ơ 50 luôn nè. Quá đẹp. Chụp cam còn mới chát rồi con ơi. Quá trời đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn. Ít con nào còn đẹp chứ mà con. Nó bôi trong trắng ít xài nữa không. Ơ 50 là năm ngựa đó. Quá đẹp luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Rồi qua thể qua chạy thử cho bà con coi nha. Cái con này chạy hết rồi bà con. Con này chạy im lắm. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Ơ này nhức nách thật chứ. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.